Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ Công an cùng lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk dốc toàn lực để tiếp tục truy bắt nhóm tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời chia sẻ nỗi đau với gia đình các anh công an hy sinh giữa thời bình. Trong cơn mưa nặng hạt đầu giờ chiều, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng có mặt tại gia đình thiếu tá Hoàng Trung, 42 tuổi, cán bộ công an xã Ea Cờ Tu, Cư Quyên, Đắk Lắk để chia sẻ những mất mát của gia đình. Mấy ngày nay, hàng trăm lượt người thân, bạn bè, đồng đội đã có mặt tại ngôi nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ ở phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để an ủi mẹ già, người vợ đau bệnh và hai con nhỏ của người cán bộ đã hy sinh. Suốt mấy ngày sau khi chồng hy sinh, chị Trần Thị Sen, 40 tuổi, nhân viên nhà khách công an tỉnh Đắk Lắk vẫn ngất lên xỉu xuống nhiều lần. Mỗi lần đoàn khách viếng thăm, người thân lại dìu chị ra chào hỏi, nói chuyện. Anh Trung và chị Sen nguyên là cán bộ, nhân viên ở trường văn hóa 3, Bộ Công an, sau đó được điều động về đơn vị mới từ năm 2019. Anh Trung được điều về làm công an xã, thường phải trực đêm, công tác xa nhà để đảm bảo an ninh trật tự nơi công tác. Chị Sen nói rồi khóc ngang. Lương của tôi chỉ đủ chi cho việc chữa bệnh nên nhiều lúc thương anh không biết làm sao. Anh là trụ cột chính nuôi mẹ già và hai con. Chị Sen bị suy thận độ 4 nhiều năm nay nhưng vẫn cố đi làm để có đồng lương xoay sở thuốc men. Hai con đang học lớp 9, lớp 11 và mẹ già năm nay 69 tuổi cũng do một tay anh xoay sở. Chị Sen đau đớn. Căn nhà này hai vợ chồng chạy vạy mãi mới làm nổi, còn đất thì mượn của ông bà ngoại, bố mẹ chị Sen. Hôm qua anh ấy gọi nói đang có nhiệm vụ trực đêm, anh nói trực rồi mai về mà anh đi mãi mãi. Cũng chưa tin chồng đã hy sinh, chị Phạm Thị Như Phương, vợ liệt sĩ, đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, Cư Cụ In, khóc ngất mỗi lần có đồng đội, người thân đến viếng. Anh Tuấn Anh và chị Phương quen nhau từ năm 2012, nhưng mãi đến 2019 mới kết hôn và có với nhau một con gái 3 tuổi rưỡi. Chị Phương làm giáo viên gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ chồng vì Tuấn Anh công tác xa nhà. Chị Phương kể, cuối năm 2022, công an tỉnh điều động anh về tại xã Ea Tiêu gần nhà hơn, nhưng công việc nhiều nên anh phải đi suốt. Anh ham làm nên thường tranh thủ làm đêm ở cơ quan, lúc rảnh mới ở nhà phụ bố mẹ làm dẫy, dọn dẹp giúp vợ con. Chị Phương nức nở, cả tuần nay anh ấy phải trực đêm. Tối mùng 10 tháng 6, con đau nên anh về nấu cơm, đút cho con ăn, cho uống thuốc. Anh nói tối trực ở cơ quan xong về sẽ cùng đưa con đi tái khám, làm xong mảnh vườn ông bà mới cho để tăng thu nhập. Vậy mà, tai họa bất ngờ để lại nỗi đau đớn cho gia đình và sự tiếc thương của người thân, đồng đội các liệt sĩ. Trong tang thương, những ngày qua, các gia đình cũng được tiếp hơi ấm bởi luôn có đồng đội các liệt sĩ, kề vai, người dân sát cánh. Chị Thư, một người bạn lâu năm của gia đình anh Hoàng Trung, mấy ngày nay túc trực bên gia đình anh. Chị kể vợ chồng anh Trung khó khăn, đau bệnh nhưng sống rất ngay thẳng, gần gũi. Chị Thư nói, biết tin anh đột ngột ra đi khi mà gánh nặng mẹ già, vợ bệnh, các con còn đang tuổi đi học khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Thương mẹ, thương chị và các con của anh ấy rất nhiều. Anh chị em đang bàn nhau sẽ có những quyên góp để giúp gia đình vượt qua. Biết hoàn cảnh gia đình các chiến sĩ gặp khó khăn, nhiều người cũng đã đứng ra vận động hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ. Một cá nhân vận động quyên góp chia sẻ, số tiền có thể chưa đủ lo cho những gánh nặng về sau của gia đình, chúng tôi chỉ mong san sẻ một phần đối với sự hy sinh thầm lặng của các anh. Đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi tại gia đình, thân nhân 4 cán bộ, chiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận sự hy sinh của các anh khi thi hành nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân. Ông chia sẻ những mất mát to lớn của gia đình 4 cán bộ chiến sĩ và mong mọi người cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, chia sẻ đau thương đến thân nhân các chiến sĩ sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công. Thứ trưởng cũng đã trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân 100 triệu đồng một gia đình thân nhân các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Thưa quý vị, vài ngày sau khi xảy ra vụ nhóm người tấn công trụ sở xã thuộc huyện Cư Quyên, Đắk Lắk, theo Trung tướng Tô Ân Sô, Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình an ninh trật tự đã trở lại trạng thái bình thường.
Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an vừa thông tin, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11 tháng 6. Trước đó, sáng sớm 11 tháng 6, một nhóm người trang bị vũ khí tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu In, khiến 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 công an xã trọng thương. Ngay trong chiều 11 tháng 6, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với ông Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu In. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với ông Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán huyện Yên Thành, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu In. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với ông Trần Quốc Thắng, sinh năm 1989, quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Cu In. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với ông Hà Tuấn Anh, sinh năm 1991, quê quán huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Cu In. Sáng 12 tháng 6, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nghe báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11 tháng 6 tại địa bàn huyện Cư Cu In. Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã tới thăm, viếng và động viên các nạn nhân. Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác tỉnh ủy Đắk Lắk, Công an tỉnh thăm viếng cán bộ công an xã hy sinh bị thương khi làm nhiệm vụ tại trụ sở xã ở huyện Cư Cu In. Lãnh đạo Bộ Công an và các ban ngành, đoàn thể bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ xã đã hy sinh và thân nhân gia đình 3 người dân tử vong. Lãnh đạo Bộ Công an và đoàn thể, ban ngành đã động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất đối với thân nhân, gia đình và các cán bộ bị thương để sớm ổn định cuộc sống, bình phục sức khỏe. Ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ hy sinh ngày 11 tháng 6 trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk. Trong số 6 liệt sĩ hy sinh, có 4 liệt sĩ là công an, gồm Thiếu tá Hoàng Trung, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, Đại úy Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ công an xã Ea Cơ Tu, Thiếu tá Trần Quốc Thắng, cán bộ công an xã Ea Tiêu, Đại úy Hà Tuấn Anh, cán bộ công an xã Ea Tiêu. 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Cử Tu.